Công an địa phương đã điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ đánh người tử vong tại khu nhà trọ ở đường ấp Chiến lược phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua. Đáng chú ý, nguyên nhân của sự việc theo lời khai của đối tượng là do nạn nhân đã xúc phạm đến bạn gái và gia đình của bạn gái mình. Tại cơ quan công an, nghi can Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1999 quê Nghệ An thừa nhận cùng bạn là Nguyễn Cô Khá sinh năm 1996 ngụ huyện Bình Chánh đánh tử vong NTHV sinh năm 1975 quê Cần Thơ tạm trú quận Bình Tân. Theo điều tra, gia đình bạn gái của Sơn ở chung khu trọ với ông V ở hẻm 307A đường ấp Chiến lược. Tối ngày 15 tháng 11, Sơn chở bạn gái về phòng trọ. Tại đây, Sơn có nghe ông V chửi, xúc phạm mẹ của bạn gái, lấn bạn gái của mình nên đã tát ông V. Không dừng lại ở đó, nghĩ rằng ông V sẽ gọi người đến đánh mình và gây phiền phức cho gia đình bạn gái, Sơn cùng Khá đánh hội đồng ông V. Khi ông V bỏ chạy, hai đối tượng đuổi theo dùng nón bảo hiểm đánh cho đến khi nạn nhân gục bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, ông V được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông V đã tử vong vào sáng ngày 16 tháng 11. Ngoài ra, kết quả điều tra cũng cho thấy Sơn và Khá mâu thuẫn với ông V trong quá trình sống chung trong dãy nhà trọ. Nguồn cơn xuất phát từ chuyện Sơn Khá thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, gây ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Ông V có vài lần nhắc nhở dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm.